đi con tiếng Ủa cho nghe đúng sao nơi xa xôi đúng sao nhìn mới đây đúng không? Ở cho nên là mới đây tôi đã gì đã mua rồi, bây giờ lại ồ lại mua lại nữa thì là không không có thích đúng không? Chứ đấy. 1층에 우산을 배려해 주는 곳이 있어. À, có một cái nơi gì, có một cái nơi cho thuê thuê맞아, ô maybe. ở tầng tầng một đúng không?거기에 가보자. Khó Đến kia đến đó, hãy đến đó thử xem. à, đến đó thử thôi đúng không? Vậy là nó sẽ chọn được câu 4 đúng không? À đấy, có nghĩa là hai đứa này đang rủ nhau là đến cái chỗ nơi theo chung lên cột đấy, cái nơi cho thuê đúng không, cho thuê cho mượn nha. Vậy chọn được số 4. Ok, à, Phương nào? Ừ, ai lại sẽ mất rồi, Diệp lại sẽ mất rồi. Phương. Đây ạ, số 10. Phương nào? Số 10. Vâng, đây. Đang đứng đợi để đứng đợi Xếp ở hàng với từ chủ à, chủ đơn so tà là xếp hàng đúng không? Đang đứng xếp hàng đợi đúng không? đợi vào cửa buổi triển lãm. Ừ, đang đứng xếp hàng được đợi vào cửa hội triển lãm này. Số 2 là gì? Nè cô là nộp cái gì đây? Nộp chứng minh thư Nộp chứng minh thư rồi mượn cái đấy, rồi mượn mượn cái cái hướng dẫn. à, cái máy hướng dẫn âm thanh đúng không? Ứng xong là âm thanh à. Số 3 là gì đây? Đi ra nghe so là đi vào Đi vào trong cái hội triển lãm à, và hội triển lãm xong rồi làm gì? Nghe rồi cái nghe giải thích của nhân viên. à, nghe là thích của sinh viên. Số 4 này à, gì Số đây? 4 là Nộp cái gì đây nè cô? nộp cái chứng minh thư ở cái hộp à hòm À, mẹ piô. nộp cái chứng minh thư à, nộp cái chứng minh thư cho cái gì, mẹ phiêu xô là quầy bán vé đúng không? Về Sau bán đó vé mình đi nhận cái à, được giải thích à, được nghe cái lời giải thích sở của thích của nhân nhân viên. à, nhân viên rồi nghe nhé. 10번. 그림에 대한 설명을 들으면서 전시회를 보고 싶은데요. 어떻게 하는데요? 미술관 직원의 해설을 듣거나 음성 안내기를 이용하시면 돼요. 직원의 해설은 1시간 후에 진행됩니다. 1시간 후에요? 그럼 음성 안내기는 어떻게 이용하나요? 신분증을 맡기시면 배려해 드립니다. Hết rồi đấy, chọn câu nào? 1, 2, 3, 4. Số 4. Số 4 á, nộp cái này rồi nghe là giải thích của người nhân viên đấy. Đây là chọn cái hành động tiếp theo của con gái đúng không? Ừ, nghe lời khuyên con trai hoặc là tự phân công công việc. Đây nghe lại nhá, xem đúng không? 10번. 그림에 대한 설명을 들으면서 전시회를 보고 싶은데요. À, tôi muốn vừa gì đấy, vừa nghe vừa Vừa nghe giải thích về bức tranh và vừa muốn à, xem muốn à, muốn xem triển lãm oh, tất nhiên phải làm nào đây nào. Mi술관 직원의 해설을 듣거나 음성 안내기를 이용하시면 돼요. à, gì đấy à, nếu à, chúng ta có thể nghe được lời giải thích gì à, nghe Của lời giải thích nhân của nhân viên viên trong cái viện bảo tàng mỹ thuật viện hoặc bảo à, hoặc là hoặc là sử dụng cái sử dụng cái hướng máy dẫn cái tờ máy hướng hướng dẫn. dẫn âm thanh là được đúng không?직원의 해설은 1시간 후에 진행됩니다. Sau thì giải cái giải thích của nhân viên thì Nhân là viên sau tiến một hành tiếng một à, sau một tiến hành tiếng sau một à, từ sau một tiếng sẽ được tiến hành đúng không? huế요. Thì tận Sau sau một à, một một tiếng. sau một tiếng ngắn. Kromb, ứng dụng anh này nhìn ở tốc kia yêu hà Còn cái nào? máy thì Máy chơi sử dụng như thế nào? ừ, máy hướng dẫn âm thanh thì sử dụng nào đây? Sinh quân Ừ, nếu mình giao mặt chứng mặt giao cái chứng minh thư ừ, cái bình thư cho thì họ thì là sẽ gì thấy để không, là tài là sẽ mượn được đúng không, sẽ thuê được. sao? Được. Vậy chọn câu mấy? Chọn câu 4 đúng Số đâu hai, số hai, à, số hai. chọn số 2 đúng không, đưa chứng minh thư rồi mượn nhá. Ok, số 2 Yvonne. Tiếp theo nó Nga, Nga câu 11 nào. Nên À, dọn vệ dẹp vệ sinh, sinh à, vệ sinh trực tiếp bạn để vệ sinh cái điều hòa, ừ, vệ sinh cái điều hòa đúng không, trực tiếp vệ mua sinh cái điều điều hòa hòa mới ở cửa hàng, à, số 2 là gì đây mua cái điều hòa mới ở cửa hàng. ừ, mua điều hòa mới cửa hàng. Số 3 là chọn Mua ai hàng e gấp
gọi gọi điện điện, gọi điện dọn dẹp, gọi điện cho dọn cái doanh nghiệp, dẹp gọi điện cho cái doanh nghiệp mà vệ doanh sinh nghiệp, điều dọn hòa dẹp. Ừ. và rồi thì nhờ họ vệ sinh hộ đúng không, nhờ họ vệ sinh. Tiếp câu 4 là gì, nghe nghe cái gì đây quên, cầm cái từ cô là cầm đúng không, cầm điều hòa đó rồi gì đi đến cái cầm điều hòa đến cái gì đấy cái doanh nghiệp Doanh nghiệp chuyên về chuyên vệ về sinh về dọn cái điều vệ hòa sinh đúng cái không, ngoài. rồi xem con gái này sẽ làm cái gì nào.12번 에어컨에서 이상한 냄새가 좀난것 같지 않아요? 정말 그러네요. 에어컨 청소를 안 했어요? 에어컨을 사고는 한 번도 안 했어요. 집에서 혼자 할수 있는 거예요? 혼자 할 수는 있는데 번거로우니까 요즘은 다들 에어컨 청소 전문 업체에 도움을 받더라고요. 기사가 직접 방문해서 에어컨 청소를 해준다니까 한번 전화해 봐요. 3번. chọn được số 3 là gọi điện, nó khuyên là gọi điện thử hỏi xem đúng không? Nó Đây khi nha. nó gọi điện đến cái chỗ đấy. Đó, đấy, nghe lại rồi dịch này. 11번. 에어컨에서 이상한 냄새가 좀난것 같지 않아요? Là thì ở điều hòa thì không phải là nó đang gì Có một chút mùi lạ. lạ, không có mùi lạ gì à? Chồng mới cứ Thực sự là gì? Đúng thật vậy. Thực sự như vậy nhỉ? Đúng Đúng không? là như vậy. Aircon 청소를 안 했어요? Là gì? Bạn không có vệ sinh Chưa dọn, chưa cái, bao giờ, bao giờ. không vệ sinh cái điều hòa. Aircon을 사고는 한 번도 안 했어요. Mua cái gì, mua điều hòa xong rồi một Ôi, thì lần chưa thôi, vệ một sinh lần lần thôi, nào. chưa có làm đúng không?집에서 혼자 할수 있는 거예요? Cái này thì có thể Vệ vì sinh mà là mình có được không? có Vệ thể sinh tự mà mình ở làm ở nhà nhà có được không? rồi, có thể tự làm ở nhà được không? 혼자 할 수는 있는데 번거로우니까 요즘은 다들 에어컨 청소 전문 업체에 도움을 받더라고요. Có thể làm được một mình Có thể làm được một mà mình nhưng mà bạn ở đây thì Còn vì nhưng vì làm sao trước đã này còn co vì nó phiền, rất là phiền phức phiền toái đúng không, cho nên là gần đây tất cả mọi bạn người ấy đều đang đang gì đang nhận sự giúp là giúp sự giúp đỡ đỡ của của mọi cái doanh doanh nghiệp nghiệp chuyên vệ về vệ sinh, sinh điều chuyên về điều vệ sinh. hòa Đúng rồi. ok. 기사가 직접 방문해서 에어컨 청소를 해준다니까 한번 전화해 봐요. Tại vì là gì khi xa là thợ đúng không, thợ sẽ gì trực tiếp gì tìm đến trực tiếp đến thăm và họ gì nếu con họ sẽ vệ sinh cho đúng không, họ vệ sinh điều hòa cho nên bạn hãy thử gì hãy Được thử một lần gọi điện nhờ sự giúp đỡ. hãy tự gọi điện một lần Xong. đi đúng không, vậy là đang khuyên là gọi điện để xin sự giúp đỡ đúng không, thì vậy là cái câu của ba là đúng rồi ok. Diệp là Diệp thì câu 12 tẩy nào, đi đâu đây sao đó khẳng ta Đến để mua notebook cùng với bạn Nam ạ. Đi mua À? Máy cái tính ạ. máy tính laptop cùng với bạn Nam này. Số 2 là đã đưa gì đây, đưa Đã cho cho bạn Nam cái máy tính mà đã sử dụng mà sẵn rồi nữa cái rồi bạn nữ đã sử dụng này. Số 3 là gì, đã cho biết đã vương đã giả tìm tìm hiểu, hiểu về cái cái máy tính tốt đấy cũng và là có có tính năng nhẹ và tính có năng tính tốt năng và tốt. nhẹ. Nhẹ và còn tính năng tốt đúng không, sẽ tìm từ trái sang phải này. Số 4 này tiếp cô chi đo Là phần tà là đi đến đâu, để sửa cái máy tính máy ở tính trung tâm sửa chữa máy tính. sẽ đi sửa đúng không, đi ý là đi sửa cái máy tính ở trung tâm sửa chữa máy tính đúng không, ok tạm nghe nhé. 12번. 이런 노트북이 또안 돼요. 요즘 들어서 노트북이 자꾸 멈추네요. 새 것으로 하나 사세요. 컴퓨터가 그렇게 잘안 돼서야 어디 일을 제대로 할수 있겠어요? 요즘 성능도 좋고 가벼운 게 얼마나 많은데요? 일단 수리센터에 맡겨보고 새 것을 살지 말지 생각해 볼게요. 그래요. 혹시 컴퓨터를 사게 되면 제가 같이 가서 도와드릴게요.
được cái nào nào? 1, 2, 3, 4, chọn cái nào chị em? 4 gì đó. 4 á, đi sửa, đi mang mẫu để ghi sửa này. Đó. Ok, xem nhé, đây lại này. Xin ý bọn. 이런 노트북이 또 안 돼요. À làm sao thì cái gì đây, cái máy tính laptop đó lại thì lại không mất được nữa rồi, chỉ là lại hỏng nữa rồi đấy, đúng không? 요즘 들어서 노트북이 자꾸 멈추네요. À và gần đây thì làm sao? À, ừ, cái laptop nó thường xuyên bị gì, bị đơ, bị ngừng đấy, bị dừng đấy, móng chu tả bị dừng, bị đơ, đúng không? À. 새 것으로 하나 사세요. Thì hãy gì? À, hãy mua một cái mới đi. Ồ, hãy mua cái mới đi. 컴퓨터가 그렇게 잘 안 돼서야 어디 일을 제대로 할 수 있겠어요? 아, 지. 아. Cái máy tính mà nó cứ không được như như vậy thì làm sao có thể gì đây? Thể làm thể được làm việc được một cách kiểu đúng đắn, được kiểu một cách cẩn thận tận hoi chứ, đúng không? Thì vậy thì làm việc ở đâu được cẩn thận tận hoi chứ nếu mà máy tính nó cứ hỏng như thế, đúng không? 요즘 성능도 좋고 가벼운 게 얼마나 많은데요. 아, 다음 này thì có biết có nhiều cái gì? Cái máy tính nhẹ và tính năng tốt và nhẹ. 일단 수리센터에 맡겨보고 새 것을 살지 말지 생각해 볼게요. 아, 또 trước tiên 일단 trước tiên tôi cứ gì mặt keo bố tôi giao thử cho cái trung tâm. Trung tâm sửa chữa sau rồi thì tôi sẽ suy nghĩ xem là có nên mua cái xe còn sai chi bài chi có nên mua cái mới hay không. 그래요. 아, vậy à. 혹시 컴퓨터를 사게 되면 제가 같이 가서 도와드릴게요. Nếu mà gì đây, nếu mà muốn mua cái máy tính mới nếu muốn mua máy tính thì tôi sẽ đi cắt chi khá khó, tôi sẽ đi cùng rồi giúp đỡ, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ chọn được cái gì đây? Hành động đầu tiên là nó đi sửa đã, đúng không? Không được là mới mua. Rồi, ok. Tiếp theo Phong là câu 13 nè. In chi hắn đang còn hãy chọn cái giống với nội dung nghe. Bắt đầu cái này phần khó này. 13 là đọc cho thầy, dịch cho thầy là cái gì đây? Phương pháp mà sử dụng cái dịch vụ bảo quản cái nhà. Bồ quan hâm, hâm là một cái hòm giống như cái tủ locker của mình ấy, thì người ta hay gọi là bồ quan hâm nhé. Hãy sử dụng cái tủ bảo quản đồ chuyển phát nhanh yên tâm, đúng không? Đây là một tên dịch vụ nhé, tên dịch vụ là bảo quản đồ thiết bị yên tâm. Có nghĩa là khi mình tẹo nó mình nghe đi mình sẽ hiểu nó là cái gì. Rất là phức tạp. Tiếp cái dịch vụ bảo quản này thì nhận cái thông báo nhận được cái thông báo đến, hoặc nhận được một cái thông báo đến bằng cái email. Yeah, nhận được một cái là có chuyển phát nhanh đến bằng email, đúng không? Tiếp số 3 là gì đây? Nếu mà dịch từ địa chỉ chứ. Cái địa chỉ khi, đúng không? Cái địa chỉ mà khi sử dụng cái dịch vụ này. Cái dịch vụ này thì là gì đây? Chúng ta cần biết địa chỉ của địa chỉ nhà của bản thân vào thì được. Rồi, biết địa chỉ nhà và là được. Số 4. Sau khi đến khi sử dụng dịch vụ này, đúng không? Sử dụng dịch vụ này. Thì nếu mà gì, nếu trải qua 2 ngày sau khi mà cái nhanh nó đến, đúng không? Thì sẽ là gì? Mất phí. Có nghĩa là mình thường chỉ để được 2 ngày thôi, cũng sau khi mà đến mà 2 ngày mình không lấy đi mình vẫn để đấy thì bị mất phí, kiểu như thế. 2 ngày trải qua nếu không lấy đi sẽ bị mất phí. Đây nghe này. Đáp을 듣고 내용과 일치하는 것을 고르십시오. 한 번씩 읽겠습니다. 13번. 퇴근 시간이 늦어서 택배를 받기가 참 힘드네요. 서울 시민이면 누구나 이용할 수 있는 안심 택배 보관함을 이용해 보는 게 어때요? 그런 게 있어요? 이용 방법이 번거롭지 않아요? 간단해요.
받는 사람의 주소에 안심 택배 보관함이 설치된 곳에 주소를 적으면 돼요. 택배 도착 문자 메시지를 받고 48시간 이내에 찾아가면 무료고요. Đâu không chọn được cái gì à? Không chọn được. Không chọn được. Không chọn được. Hôm nọ về đã, hôm trước có nghe thử, hôm nay có thi thử cái đài này không nhỉ? Không đúng không? À, đây nghe lại nhé, cho nghe lại từng câu một này. Đáp을 듣고 내용과 일치하는 것을 고르십시오. 한 번씩 읽겠습니다. 13번. 퇴근 시간이 늦어서 택배를 받기가 참 힘드네요. Vì ta làm muộn nên là nhận đồ phải phát là rất là vất vả. 서울 시민이면 누구나 이용할 수 있는 안심 택배 보관함을 이용해 보는 게 어때요? Nếu là người gì? Nếu là người Seoul thì bất cứ ai thì cũng có thể sử dụng cái dịch vụ này. Cái dịch vụ bảo quản đồ tiếp viên này thì bạn ý nó bảo là bạn hãy thử sử dụng cái hòm đúng không? Hòm bảo quản cái thiết bị yên tâm mà nếu là người Tân Seoul đều ai cũng sử dụng được thì thấy thế nào đúng không? Ý đọc viên hãy sử dụng cái dịch vụ này đi. 그런 게 있어요? 아, 그런 게 있어요 là có cả những cái gì? Vậy á. À có cả những cái thế á. 이용 방법이 번거롭지 않아요? Phương pháp mà sử dụng thì không phiền phức chứ, nó không phiền phức phiền toái chứ, đúng không? 간단해요. 아, dễ đơn giản. 받는 사람의 주소에 안심 택배 보관함이 설치된 곳에 주소를 적으면 돼요. Mình chỉ cần đi viết cái gì? Mình chỉ cần viết cái địa chỉ nơi của cái nơi mà có lắp đặt cái. Cái hòm bảo quản thiết bị yên tâm cùng vào cái địa chỉ của người Nhật là được đúng không? 택배 도착 문자 메시지를 받고 48시간 이내에 찾아가면 무료고요. À nếu gì mình nhận cái được mình sẽ nhận trong vòng 48 tiếng thì miễn phí. Phải nhận được tiện cái tin nhắn trước đúng không? Nhận một cái tin nhắn là người ta thông báo là có cái thiết bị đến đúng không? Rồi trong vòng 48 tiếng mình tìm đến lấy là được, đúng không? Là miễn phí. Đó. Vậy thì phải chọn câu mấy? Chọn câu 4 nhé. Có nghĩa là 48 tiếng, đây cái câu này nó bảo là gì? À, trải qua 2 ngày đúng không? Có thể trải qua 48 tiếng lúc đấy thì sẽ bị mất phí. Còn cứ trong vòng 2 ngày mình đến lấy là gì? Không bị mất phí, đúng không? Còn số 4 này là đáp án này. Đó. Tiếp Phương câu 14 nào. Câu 14. Ừ. Số 1 là sau 6 giờ ngày thứ 6 mà nếu mà đỗ xe bất hợp pháp. Bất hợp pháp sau 6 giờ ngày thứ 6 thì sẽ bị cảnh cáo. À sẽ bị cảnh cáo, cái tiếp. À, số 2 là vào cuối tuần và ngày nghỉ. Ngày nghỉ. Thì chúng ta sẽ không bị cái từ là irua chi an ta là không bị không hình thành đúng không? Không bị cái việc kiểm soát này hạn tốc là kiểm soát không bị kiểm soát việc đỗ xe bất hợp pháp. Ừ. Số 3 nếu cái xe mà đăng ký ở trường đỗ xe ở trường mà vi phạm mà vi phạm đỗ xe đúng không? Mà vi phạm cái việc đỗ xe thì sẽ ngay lập tức sẽ bị sao? Bị hủy đăng ký nhỉ? Ờ, hủy đăng ký. Hủy đăng ký. Tiếp. Số 4 là nếu những cái xe đến thăm đúng không? Những cái xe đến thăm này. Dù chỉ một lần nếu mà đỗ xe sai thì bất hợp pháp thì sẽ gì? Sẽ không được vào trong trường. Không được vào trường. Kiểu xe của khách ấy, xe khách đến thăm ấy, dù chỉ một lần đỗ xe không đúng quy định hay là bị cấm vào trường ngay. Đó, nghe này. 14번.
안내 말씀 드리겠습니다. 교내 불법 주차를 엄격히 금지할 예정입니다. 불법 주차 단속 시간은 평일 오전 8시부터 오후 6시까지이며 주말 및 공휴일은 제외됩니다. 불법 주차 1, 2회는 경고 조치를 합니다. 3회 위반 시 정기 등록 차량은 등록이 취소되고 방문 차량은 교내 출입이 제한됩니다. 교내 주차 질서의 확립을 위하여 협조해 주시기 바랍니다. 14번 안내 말씀 드리겠습니다. 교내 불법 주차를 엄격히 금지할 예정입니다. 아, chúng tôi xin được hướng dẫn này. Và làm sao nữa, chúng tôi dự định là sẽ gì cấm một cách gì nghiêm khắc. À, nghiêm cái việc đỗ xe bất hợp pháp trong trường. Trong trường. Phương pháp chủ trì đánh sốc 시간은 평일 오전 8시부터 오후 6시까지입니다. À, có nghĩa thời gian là gì? Cái thời gian kiểm soát việc đỗ xe bất hợp pháp ngày thường từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Đúng. Và cuối tuần à, và nó ngoại trừ chế với em đi ta à. Ngoại trừ cuối tuần và à, ngày nghỉ đúng không? Phương pháp 주차 1, 2회는 경고 조치를 합니다. Có nghĩa lần 1, lần 2 mà đổ xe bất hợp pháp như này thì sẽ bị xử lý. Sẽ bị cảnh cáo. 3회 위반 시 정기 등록 차량은 등록이 취소되고 là gì? Lần ba mà đã đăng ký lần là thứ ba thì khi vi phạm lần thứ ba thì cái người rồi cái xe đăng ký định kỳ này sẽ bị hủy đăng ký đúng không? 방문 차량은 교내 출입이 제한됩니다. Và cái xe gì xe đến thăm này sẽ bị hạn chế giới hạn là hạn chế sẽ bị hạn chế cái việc ra vào trường đúng không? 교내 주차 질서의 확립을 위하여 협조해 주시기 바랍니다. À, đây cũng mong mọi người gì đây hợp cho hết chú sĩ và làm gì là mong mọi người là thì hợp tác để gì để xác lập lên được một cái trật tự đỗ xe trong trường đúng không? Hoang lip là cái việc xác lập ra đúng không? Hợp cho là hợp tác, đó cộng hợp từ mới đi nhá. Rồi tiếp theo Nga nào, câu 15 thì đây là cái những cái gì đây, những cái chương trình, tất cả chương trình là gì? Các chương trình mất phí. Tất cả những cái chương trình mà đang được vận hành ở trong rừng. Đang được vận hành trong rừng thì mất phí. À, thì mất phí. Và tiếp số 2 là gì? À, thì cứ dưới đi. À, đang hạn chế cái gì? Hạn chế số lượng. À, số lượng người đăng ký in quân là số người đúng không? Số người đăng ký chương trình. Số người đăng ký chương trình dựa vào để bảo vệ rừng. À, rồi tiếp số 3 và ngày thường thì dịch từ dưới họ đã gì? Vào ngày thường thì họ đã chuẩn bị chuẩn bị chương trình. Đã chuẩn bị những chương trình với đối tượng là gia đình đúng không? Khá giống với thủ đô. Rồi số 4 này à, từ dục thủ đô của em vân được lên là chương trình vận hành. Chương trình vận hành cho rừng. Ở trong rừng thì là gì? Dịch từ dưới có thể là đăng ký trên trang homepage đúng không? Nghe nhé. Họ còn bóng nhưng người ta chưa tắm. 15번 이번 주말에 30년 동안 일반인에게 공개되지 않았던 어린이 대공원 숲 일부를 시민들에게 공개합니다. 이곳에서 맨발 걷기, 명상, 숲 체조 등 다양한 프로그램을 운영합니다. 이 프로그램은 평일에는 주부를 대상으로, 주말에는 가족을 대상으로 진행됩니다. 모든 프로그램은 무료이며 숲을 보존하기 위해 하루에 100명만 이용할 수 있습니다. 정확한 위치 및 자세한 내용은
어린이 대부분 홈페이지를 이용하시면 됩니다. 프로그램 예약은 전화 예약만 가능합니다. 아니요. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
15번. 이번 주말에 30년 동안 일반인에게 공개되지 않았던 어린이 대공원 숲 일부를 시민들에게 공개합니다. 그게 là gì? Từ dưới là nó sẽ công khai cho những người gì? À, những người dân một phần về những cái rừng của cái công viên trẻ em mà đã không được công khai cho những người bình thường trong suốt 30 năm vào cuối tuần này, đúng không? 이곳에서 맨발 걷기, 명상, 숲 체조 등 다양한 프로그램을 운영합니다. 아, rồi ở đây thì nó có vận hành này, những cái đa dạng những cái gì đấy, những cái chương trình giống như là gì, mền bay cọt kỳ có nghĩa là đi bộ bằng chân không, là bằng chân không, chân đất này, à, đi bộ bằng chân đất này, miang sang là ngồi thiền này, sup che cho là tập thể dục trong rừng này, vân vân. 이 프로그램은 평일에는 주부를 대상으로, 주말에는 가족을 대상으로 진행됩니다. Nó kêu là gì đây? Và à, chương trình này thì vào ngày thường là sẽ tiến hành với đối tượng là gì? Người nội trợ, đúng không? Còn cuối tuần thì là tiến hành với đối tượng là người gì? Gia đình. 모든 프로그램은 무료이며 숲을 보존하기 위해 하루에 100명만 이용할 수 있습니다. Nó kêu là gì? Tất cả chương trình thì là gì? Miễn phí. Nhưng mà để mà gì? Miễn phí nhé. Nhưng để bảo vệ được rừng thì một ngày họ chỉ có thể sử dụng là bao nhiêu người đấy? Phẹt miêng có nghĩa là 100 người có thể sử dụng thôi. Vì là bị thế là vậy là giới hạn số người, đúng không? 정확한 위치 및 자세한 내용은 어린이 대공원 홈페이지를 이용하시면 됩니다. Ở kia là nội dung chi tiết và vị trí chính xác, đúng không? Các bạn chỉ cần sử dụng cái gì? À, cái trang web của cái công à, của công viên trẻ em này là được. Program 예약은 전화 예약만 가능합니다. À, còn cái việc đặt thì đặt trước cái chương trình này à, chỉ có khả năng đặt bằng điện thoại thôi, đúng không? Rồi vậy cái câu này mình chọn số 2 là đúng, giới hạn số người đăng ký một ngày chỉ được 100 người thôi, đúng không? Có phí là sai, miễn phí, đúng không? Đối tượng gia đình sai có cả gì? Có cả về cái à, người ngày bình thường thì có thể về lỗi chọn, đúng không? Cuối tuần thì cái gia đình. Đó. Còn cái này thì đăng ký trên web sai, à, chỉ đăng ký bằng điện thoại, đúng không? Rồi, câu 16, diệt sĩ. Câu 16 nè. Chương trình này là gì? Sẽ mở một lần. À, sẽ được mở ra hàng năm, đúng không? Hàng năm. Rồi tiếp chương trình này làm sao? Chương trình này là kế hoạch dành cho những học sinh, dành cho những học sinh, sinh viên đại, sinh viên nữ, sinh viên kiểu à, do là nữ là te trong từ thế hắc chô xem trong từ hắc đúng không? Có nghĩa học sinh đại học nữ, đúng không? À, tiếp số 3 là gì? À, là... Nếu mà có nhiều trang điểm chắc chô. Chắc chô là kiểu là phối màu, à, nếu mà trang điểm kiểu trang điểm nhiều, đúng không? Thì thấy nó có vẻ là gì? Sẽ đẹp hơn. Có vẻ đẹp hơn. À, còn số 4 là gì? À, để cho những chuyên gia mỹ thuật. À. Cho... Mỹ ông là làm đẹp, không phải mỹ thuật nhá. À. À, có nghĩa là những nhà chuyên gia này họ sẽ khuyên, đúng không? Họ sẽ cho một cái lời khuyên để cho nên hết chuyên tả đấy. Họ sẽ khuyên cho để à, dành à, để cho những gì, gì? Những cái chuyên gia về về làm đẹp. Đúng không? Đây, 16번. 한 고등학교에 특별한 행사가 있다고 해서 나와 있습니다. 어떤 행사인지 소개 부탁드립니다. 저희 학교는 졸업을 앞둔 고3 학생을 대상으로 대학 신입생에게 어울리는 화장법을 알려주는 행사를 열었습니다. 화장을 처음 시작하게 되면
색조 화장을 진하게 하게 되는 경우가 많은데요. 과한 색조 화장은 예뻐 보이지 않을 뿐더러 피부에도 좋지 않습니다. 미용 전문가들의 미용에 대한 조언과 시연을 통해 화장을 처음 접하는 학생들이 풋풋하고 자연스러운 멋을 낼 수 있도록 돕습니다. 반응이 좋아 해마다 이 행사를 진행할 예정입니다. Chọn được cái gì nào? 1, 2, 3, 4. 2 ạ. Chọn được 2. Là lập lên dành cho những cái sinh viên nữa. Đó, đúng không? 16번. 한 고등학교에 특별한 행사가 있다고 해서 나와 있습니다. À, thấy bảo rằng là gì? Ở trường, một trường cấp 3 nó có một cái lễ hội đặc biệt cho nên nó mới xuất hiện, đúng không? 어떤 행사인지 소개 부탁드립니다. 저희 학교는 졸업을 앞둔 고3 학생을 대상으로 대학 신입생에게 어울리는 화장법을 알려주는 행사를 열었습니다. Nó bảo là gì trường trường của chúng tôi thì đã gì mở ra một cái sự kiện để cho biết về cái phương pháp trang điểm phù hợp với những học sinh mới đại học với đối tượng là học sinh cấp ba học sinh năm ba cấp ba đúng không trước khi tốt nghiệp đó. 화장을 처음 시작하게 되면 색조 화장을 진하게 하게 되는 경우가 많은데요. Nếu mà bắt đầu lần đầu tiên bắt đầu hóa trang đúng không? Thì có nhiều trường hợp là họ trường hợp sẽ được mà. Họ sẽ hóa trang kiểu đậm, chin ha tả là đậm đúng không? 과한 색조 화장은 예뻐 보이지 않을 뿐더러 피부에도 좋지 않습니다. À, cái việc gì hóa trang một cách kiểu quá ha tả là quá mức đúng không? Thì nó không chỉ là gì nhìn nó không có đẹp mà nó còn gì không tốt cho cả gì khi bùi tốt cho trẻ sinh thì là nó không tốt cả cho da nữa đúng không? 미용 전문가들의 미용에 대한 조언과 시연을 통해 화장을 처음 접하는 학생들이 풋풋하고 자연스러운 멋을 낼 수 있도록 돕습니다. Kêu là gì? À, thông qua những câu chuyện và lời khuyên của vị về những cái làm đẹp của những nhà chuyên gia làm đẹp thì những học sinh đúng không? Những học sinh mà vì trực tiếp lần đầu trang điểm thì cũng gì cũng có thể giúp cho thể tạo ra một cách gì đấy phút hà cô là gì kiểu một cách tự nhiên là mộc mạc. Phút hà ta phút tha tà là gì? Phút tha tà tươi trẻ một cái tươi trẻ đúng không? Có nghĩa là gì? À, giúp cho chúng nó có thể tạo ra được một cái tươi trẻ và một cái cảm giác là đẹp tự nhiên đúng không? 반응이 좋아 해마다 이 행사를 진행할 예정입니다. À, phản ứng là tốt cho nên là phản ứng tốt thì chúng tôi sẽ dự định sẽ tiến hành thêm thì cái sự kiện này vào hàng năm đúng không em mà ta đó vậy thì là câu mấy thì câu một mới đúng chứ à, hàng năm đúng không? Hàng năm là sẽ được mở ra sự kiện này cái câu cuối cùng đấy là bạn sẽ dự định là mở ra hàng năm vào cái sự kiện này đúng không và sự kiện này là được kế hoạch bởi cái người này cũng không phải nhá. Đây là với những bọn sinh viên cấp 3 mà, năm 3 đúng không? Câu 17 nào, Phong nào? Đã đến em rồi. Ừ, có 4 người thôi mà. Em hoạt động là sở thích. Vào cuối tuần thì là chúng ta... Vào cuối tuần thì hoạt động là sở thích của nhiều, với nhiều người. À, với nhiều người thì tốt đúng không? Tiếp số 2. À, nếu mà đi du lịch cùng với hội gì đấy, những người cùng hội
Thế đi du lịch cùng với những cái người gì, hội viên đồng sở thích đúng không? Thì cái, nó sẽ thay đổi được cái gì, tâm đổi trạng. Tâm trạng. Rồi chuyển hóa là thay đổi đúng không? Rồi số 3, cái việc à, việc hoạt động thì hoạt động mang tính cá nhân đúng không? Cá nhân thì cũng là cái phương pháp là cho thấy cái cho thêm sức sống cho thêm sức sống trong cuộc trong sinh hoạt đúng không? Hoài kỳ là sức sống, hoạt khí đấy. Số 4, cái việc mà hoạt động ở cùng hội cùng sở thích thì trải qua cái thời gian ở cuối tuần ấy thì bà Lam mong đợi là không, nó là một điều đúng đắn đúng không? À, cái việc mà gì hoạt động đồng sở thích à, dành thời gian hoạt động đồng sở thích vào cuối tuần thì là điều đúng đắn đúng không? Đấy, nghe nhé. Sau khi nghe xong, 남자의 중심 생각을 고르십시오. 한 번씩 읽겠습니다. 17번. 지우 씨는 주말에 오히려 더 바빠 보이던데 특별한 일이 있어요? 주말에 잘 못 쉬면 월요일에 힘들 것 같아요. 주말마다 동호회 활동을 하거든요. 주말에 시간을 내는 게 부담스러울 때도 있기는 하지만 회원들과 어울리는 재미가 있거든요. 여럿이 하는 취미 활동도 좋지만 쉬면서 여행도 하고 개인적인 시간을 보내는 것도 기분 전환을 하는 데 도움이 될 거예요. 생활에 활력소도 되고요. 뭐래? 다음을 듣고 남자의 중심 생각을 고르십시오. 한 번씩 읽겠습니다. 17번. 지우 씨는 주말에 오히려 더 바빠 보이던데 특별한 일이 있어요? 지우가 cuối tuần trái lại cuối tuần. Rồi cuối tuần thì trái lại lại thấy bận hơn đúng không? Thì bận hơn. Còn việc gì đặc biệt đấy? À, có gì đặc biệt đấy? 주말에 잘 못 쉬면 월요일에 힘들 것 같아요. Nếu mà chỉ nghỉ một cách thì chỉ cuối tuần cần nghỉ một cách sai lầm đúng không? Nghỉ sai lầm thì sẽ thứ hai sẽ có vẻ là sẽ mệt mệt hơn đấy đúng không? 주말마다 동호회 활동을 하거든요. Cứ mỗi tuần thì tôi sẽ hoạt động vì sao sở thích đúng không? 주말에 시간을 내는 게 부담스러울 때도 있기는 하지만 회원들과 어울리는 재미가 있거든요. 그게 là gì đấy? À, cái việc mà dành thời gian vào cuối tuần thì nó cũng có lúc là sẽ thì có gánh nặng đúng không? Nhưng mà cũng có ý nghĩa hơn, ý nghĩa cũng có cái sự thú vị đúng không? Phù hợp với cái cảnh thì hòa hợp cái này. Có cái việc là thú vị là chúng ta đã hòa hợp được với những cái hội viên. 여럿이 하는 취미 활동도 좋지만 쉬면서 여행도 하고 개인적인 시간을 보내는 것도 기분 전환을 하는 데 도움이 될 거예요. 아, sở thích mà làm một vài cái sở thích này, à, cái hoạt động sở thích này thì nó cũng tốt, nhưng mà ta vừa nghỉ vừa đi du lịch hoặc là gì dành thời gian mang tính cá nhân đúng không? Thì nó sẽ giúp ích cho việc chuyển hóa tâm trạng. À, chuyển đổi tâm trạng đúng không? Cho nên là gì? Nó cũng sẽ trở thành một cái đi sức sống cho cũng trở thành sức sống, một cái yếu tố sức sống cho cuộc sống đúng không? Đây là suy nghĩ trọng tâm của con trai, thì cái câu cuối này thường là suy nghĩ trọng tâm đúng không? Đấy, nó bảo là hoạt động sở thích cũng tốt, thế nhưng mà thôi cứ vừa nghỉ vừa đi du lịch hoặc là dành thời gian cá nhân thì lúc đấy là cũng sẽ thay đổi được không khí đúng không? Ok, trả lời đó. Vậy là chọn được câu 4 để đúng rồi nhé. Tiếp là Phương số 18. Số 18. Nguyên nhân lớn nhất của bệnh ung thư là di truyền. Hai, nếu mà bị hai là nếu này tuổi nhỏ thì sẽ không mắc ở ung thư. Ung thư ở số 3. Vì số 3 là thói quen ăn uống xấu. Thói quen ăn uống xấu nên có thể mắc ung thư. À, các bệnh ung thư số 4 là gì? Nếu số 4 là nếu sử dụng nhiều
Nếu quan tâm thì xin nhau như bạn đi sư bạn quan tâm, nếu quan tâm nhiều. Nếu có nhiều quan tâm thì khả năng ung thư là cao. Ý là nếu quan tâm, nếu mà suy nghĩ nhiều đấy, cái việc nếu suy nghĩ nhiều. Nếu suy nghĩ nhiều thì có khả năng mắc bệnh ung thư nhá. Tiếp nào nghe nhá. 18번. 요즘 다들 건강에 관심이 많잖아요. 특히 나쁜 식습관이 암의 원인이 된다는 이야기를 듣고 음식에 신경 쓰기 시작했어요. 그래도 유전적인 원인이 가장 크지 않을까요? 아직 젊은데 뭘 그렇게 신경 쓰세요? 건강한 유전자를 갖고 태어났더라도 식습관이 좋지 않으면 암에 걸릴 수 있어요. 유기무환이라고 조심하면 좋죠 뭐. Đáp án số 3. Đáp án số 3 là gì? Cái thói quen xấu đúng không? Vâng, thói quen ăn uống xấu. Rồi, cũng như này nhé. 18번. 요즘 다들 건강에 관심이 많잖아요. 특히 mà vì tại đây mọi người quan tâm. Người quan tâm nhiều đến sức khỏe. 나쁜 식습관이 암의 원인이 된다는 이야기를 듣고 음식에 신경 쓰기 시작했어요. 아, 특별 là thói quen ăn uống xấu. Nghe nói rằng thói quen ăn uống xấu đã trở thành nguyên nhân của bệnh ung thư. Ừ, và rồi nên là mọi người đã bắt đầu gì quan tâm đến cái đến đồ ăn. À, đồ ăn. 그래도 유전적인 원인이 가장 크지 않을까요? À, nhưng mà thì dù vậy thì tính di truyền không phải. Phải là lớn nhất à, đúng không? Phải là lớn nhất à. 아직 젊은데 뭘 그렇게 신경 쓰세요? Vẫn còn gì, vẫn còn trẻ mà tại sao lại gì quan tâm gì nhiều đến cái này, đúng không? Nhiều. 건강한 유전자를 갖고 태어났더라도 식습관이 좋지 않으면 암에 걸릴 수 있어요. À, nó bảo là gì? Có một cái à, dù chúng ta có một cái di truyền khỏe mạnh và được sinh ra, nhưng mà nếu mà không tốt thì có thể mắc bệnh, có thể gan, ung thư. 유비무환이라고 조심하면 좋죠 뭐. À đấy, vì chúng ta không biết thì đây. Nếu mà là chúng ta thận cẩn trọng một kiểu là유비무환 có là gì, cái gì cái có dự bị thì sẽ vô hoạn đúng không? Cứ nhận chúng ta chỉ cần chuẩn bị thì sau này chúng ta sẽ vô hạn thì là không có gặp ấy thế hết đúng không? Đây dù bị mù hoa cái gì vô hạn đúng không? Hữu bị vô hạn, vâng, hữu bị vô hạn có nghĩa là mình có chuẩn bị thì nó sẽ không có hoạn đúng không? Có hoạn. Đấy. Chứ nó cứ chuẩn bị theo kiểu là gì hữu bị vô hoạn. Rồi ok, tiếp đọc Nga câu 20. Cái việc đúng không, dịch là cái việc là khó sinh trước này, cái việc gì đấy à, ít cái gì Bulgari là cái xem, cái ngắm đúng không, à, cái việc ít cái xem ở trong một cung điện này thì nó lại là một là cái gì à, suy tâm là một loại đáng tiếc đúng không. Ok, số 2. Câu 19 chưa có mà thôi. Ô, câu 19 chưa à, thế thầy giải lúc ta có 20 à, câu 19 là Quảng trường Seoul, là Quảng trường Seoul thì là gì? Quảng trường Seoul vì nó có ở đâu đây? Sine Trung Sime Islam ở trong trung tâm thành à, ở trung tâm thành phố, cho nên là không khí của nó là không khí xấu. Xấu rồi tiếp. Không khí xấu. Câu 2 là gì đây? Cái việc sử dụng cái sân Quảng trường Seoul là một sân gì? Dạ, do sân cắm trại thì là điều không có phù, không phù hợp đúng không? Không phù hợp. Số 3. Nếu muốn sai ông Hà Đam nhá, nếu muốn sử dụng cái Quảng trường Sơn thành cắm trại. Cắm trại thì những cái thiết bị an toàn cũng phải được. Phải được trang bị thiết bị an toàn. Phải được chuẩn bị trang bị đúng không? Số 4 này. Thì từ dưới chúng ta lên thì phát triển kẻ ban hà ăn ăn đến vợ là mở ra đúng không? Mở cửa, mở ra kẻ ban hà mở ra cái gì đây? Sân. À, mở ra cái quảng trường à, mở cái gì
mở khoảng trường Seoul làm một cái nơi cắm trại, nơi cắm trại để cho những người dân thành phố giải trí, nhỏ ca hoa và xem hoa là hoạt động giải trí đúng không, dành cho những cái hoạt động giải trí của người dân thì là tốt đúng không? Nghe nhé. 19번 이번 여름부터 시청 앞 서울 광장을 주말에 야영장으로 사용할 수 있도록 시민들에게 개방한대. 시내 한가운데에 있는 서울 광장을 야영장으로 사용한다고? 응. 야영장이 생기면 멀리 가지 않고도 누구나 대중교통을 이용해서 야영을 할 수 있으니까 시민들이 여가 생활을 즐기는 데 큰 역할을 할 거야. 그래도 광장 바로 옆이 도로여서 공기도 안 좋고 위험할 것 같은데. 뭐네? 잘했어, 뭐. 아, 방금 전에 thì bảo bảo con gái thì bảo không, đúng không? Nghe được thế là chọn được rồi. Này, nghe này này. 19번 이번 여름부터 시청 앞 서울 광장을 주말에 야영장으로 사용할 수 있도록 시민들에게 개방한대. 나바트 모해 năm nay đúng không? Họ sẽ mở cửa cái gì đấy? Mở cửa cho người dân để cho người dân để sử dụng, có thể sử dụng cái gì? Quảng trường Seoul ở trước cái thị chính đúng không? Và thị chính là một cái sân vào cuối tuần. Ok. 시내 한가운데에 있는 서울 광장을 야영장으로 사용한다고? 아, 나바라 스. 맞 말장 là sử dụng cái. 광장 sử dụng cái quảng trường Seoul mà có ở giữa cái trung tâm thành phố làm nơi cắm làm quán trại. Làm nơi cắm trại á. 야영장이 생기면 멀리 가지 않고도 누구나 대중교통을 이용해서 야영을 할 수 있으니까 시민들이 여가 생활을 즐기는 데 큰 역할을 할 거야. 어, 만약에 xuất hiện nơi thì nơi cắm trại. Thì dù không có thì phố tô là dù. Cái gì chỗ dù nhá, phố tô là dù, dù không phải đi xa đúng không? Dù không có đi xa thì bất ai ai cũng có thể sử dụng có thể sử dụng các phương tiện giao thông đại chúng đúng, và rồi sử dụng và rồi đi cắm cắm trại đúng không, cắm trại và cho nên là gì à, nó cũng giúp à, nó đóng vai trò nó thì nó cũng sẽ đóng một cái vai trò rất là lớn tức là ở đây trong cái việc là gì người dân à, thưởng thức những cái hoạt động những cái sinh hoạt giải trí đặc biệt giải trí đúng không. 그래도 광장 바로 옆이 도로여서 공기도 안 좋고 위험할 것 같은데. À dù như vậy thì ở ngay cạnh được cái ngay cạnh cái quảng trường đó thì nó là một cái gì? Đó là thủ đô nhỏ so vì nó là một cái con đường đúng không? Cho nên là không khí của nó là không có không khí không tốt, nguy hiểm. Là cũng nguy hiểm. Ok, đó. Tiếp theo Diệp Di là Diệp có 20. Có 20 là việc ít thì đây là ít cái ít những cái xem đúng không, thôi có đi là cái xem cái ngắm cái việc ít ít những cái xem ngắm ở trong buổi công diễn thì là một cái điểm gì rất là đáng tiếc đúng không, à xuyên trong nhá. Còn số 2 là gì đây? Cái việc mà hiểu nội dung buổi công diễn, người nước ngoài hiểu nội dung buổi công diễn thì khó. Người nước ngoài rất khó để hiểu được nội dung của buổi công diễn này. Số 3. Dù không hiểu ngôn ngữ, không thông hiểu ngôn ngữ thì cái buổi công diễn cũng có thể vui vẻ. Làm buổi công diễn là gì? Làm buổi công diễn là cho dù chúng ta không có hiểu ngôn ngữ thì chúng ta vẫn có thể thưởng thức được, đúng không? Số 4 này, cái buổi công diễn lần này thì dịch thực tế là những người quan khách không thể tham gia vào buổi công diễn của quan khách. Không thể tham gia vào cái buổi công diễn đúng không? Và cái từ tham mèo là tham gia biểu diễn với mọi người, với diễn viên ấy, ý là như thế nhá. Tham mèo là tham gia biểu diễn đúng không? Tham sóc là chỉ ngồi xem thôi. Nghe này. 20번 송감독님이 기획하신 창작극이 공연계에서 큰 화제가 되고 있습니다. 이번 작품에 대해서 소개 좀 부탁드립니다. 이 공연은
언어의 경계를 넘어서기 위해 처음부터 대사가 없는 비언어극 형식으로 기획했습니다. 주방용품 등 일상의 물건을 두드리는 타악기 공연, 마술, 관객 참여 등으로 이루어진 종합 공연이기 때문에 누구든지 신나게 즐길 수 있습니다. 또한 한국 전통 사물놀이와 접목을 시도하여 국내 관광객들에게는 친숙함을, 해외 관광객들에게는 한국적이면서도 신나는 공연을 경험할 수 있게 했습니다. 또 찾는 게 나아요. 3 thế nào? Đáp với câu 3 rồi, đây nghe xem đúng nhé. 20번. 송 감독님이 기획하신 창작극이 공연계에서 큰 화제가 되고 있습니다. Một cái kịch mà sáng tác bởi do ông giám đốc Song này đã lên kế hoạch đúng không? Thì nó đang trở thành một cái chủ đề hot trong giới công diễn đúng không? 이번 작품에 대해서 소개 좀 부탁드립니다. 아, mong bạn thì giới thiệu một chút về cái gì tác phẩm lần này. 이 공연은 언어의 경계를 넘어서기 위해 처음부터 대사가 없는 비언어극 형식으로 기획했습니다. 아, buổi công diễn này thì từ dưới này nó đã được lên kế hoạch theo kiểu hình thức là phi ngôn ngữ, theo kiểu kịch phi ngôn ngữ đúng không? Có nghĩa là kịch câm nó không nói gì, không có nghĩa là không có lời, thế ra là không có kịch bản, không có lời ngay từ đầu để vượt qua khỏi cái ranh giới của ngôn ngữ. 주방용품 등 일상의 물건을 두드리는 타악기 공연, 마술, 관객 참여 등으로 이루어진 종합 공연이기 때문에 누구든지 신나게 즐길 수 있습니다. Thì nó là một buổi công diễn tổng hợp được hình thành bởi việc tham gia của khách này, ma thuật này, công diễn những các dụng cụ khác mà có gõ vào những cái đồ vật ngày bình thường như là những đồ dùng trong bếp này. 또한 한국 전통 cho nên dù là ai cũng có thể thưởng thức một cách vui vẻ, đúng không? Hơn nữa này. 사물놀이와 접목을 시도하여 국내 관광객들에게는 친숙함을, 해외 관광객들에게는 한국적이면서도 신나는 공연을 경험할 수 있게 했습니다. 아, 나 kêu là gì? Nó sẽ thử thách đúng không? Vì nó thử thách và tiếp xúc với những cái đồ, những cái trò chơi Samun này là tên trò chơi đúng không? Trò chơi truyền thống của Hàn Quốc này. Cho nên đối với người trong nước thì lại cảm thấy thì họ sẽ cảm thấy là gì quen thuộc đúng không? Còn đối với người nước ngoài thì họ lại cảm thấy mang cái Hàn Quốc, cho nên là gì mọi người là sẽ làm cho mọi người có một cái trải nghiệm buổi công diễn rất là hứng thú đúng không? Hứng phấn. Rồi ok, vậy đáp án phải là số 3 là để làm công diễn là dù không có hiểu vẫn ấy được đúng không? Đúng rồi đúng không? Khó hiểu được sai này, không thể tham gia có sự tham gia đúng không? Ok, sai đó. Tiếp theo Phong là Phong câu 21 22, anh có sẽ nghe một câu chọn hai câu đúng không? Là Phong câu 21 này hãy chọn cái gì cái đúng với suy nghĩ của thằng con trai đúng không? À, số 1 là gì đây? Cái việc mà cùng với bạn à chọn phải từ du lịch châu Châu Âu cùng với bạn thì là cái tốt. Làm gì cũng du lịch Châu Âu thì đi cùng với bạn thì là tốt. Rồi, ok số 2. Nếu mà đi du lịch một mình ý, mình thì kinh phí sẽ mất nhiều. Mất nhiều. Rồi, số 3 là gì? Cái việc mà đi cái du lịch. Mà đi du lịch đến thì nơi mà thì cái nơi mà mình thạo ngôn ngữ ấy, ngôn ngữ thì là tốt. Số 4 là gì? Khi mà còn trẻ. Đi du lịch trước à, khi chúng ta du lịch còn trẻ à, đi du lịch khi còn trẻ thì giúp ích cho cái cuộc đời số 2 là hãy chọn cái giống với nội dung nghe đúng không? Số 1 này à, thì đây cái vé hàng không gì này hàng không giá thò ra là giá thì giá thấp đúng không? Giá thấp của chuyến châu Âu thì nó không được bán. Còn số 2 này người con gái thì từ dưới nó không có gì, không có cái suy nghĩ là gì muốn đi du lịch, châu Âu. Rồi số 3 là người con gái này thì người đã không thể gì không cạnh tranh quyết định cái vấn đề quyết định do là vấn đề
kinh tế và ngôn ngữ, ngôn ngữ đúng không? Số 4 là người con trai này, thì nghĩ rằng là gì nên là nên là lên sống qua cái ở khách sạn, lên sống ở khách sạn khi đi du lịch thì tốt đúng không? Ừ, đó, nghe nghe nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. 여름방학 때 유럽으로 여행을 갔다 왔다면서? 좋았겠다. 응, 혼자 여행하면서 힘든 적도 있었지만 잊지 못할 추억도 많이 쌓고 새로운 친구들도 사귈 수 있어서 좋았어. 나도 유럽 여행을 하고 싶기는 한데 외국어도 잘 못하고 여행 경비도 많이 들 것 같아서 쉽게 결정을 못하겠어. 미리 여기저기 알아보면 저가 항공권도 구할 수 있고 꼭 호텔이 아니어도 편리하고 저렴한 숙박시설도 있어. 언어야 어떻게든 통하기 마련이잖아. 20대 때 하는 여행은 돈 주고도 못 살 값진 경험이 될 거야. 다시 들으십시오. 저는 그 뒤나 câu 1 chọn là gì? Đáp án 2. 2, câu 22. 4. 4 24. Rồi thử nghe lại thử nhá. Câu 1 듣고 물음에 답하십시오. 두 번 읽겠습니다. 여름방학 때 유럽으로 여행을 갔다 왔다면서? 좋았겠다. 아, 나 kêu là gì đấy? Khi nghỉ mùa hè, thì nghe nói là đi đâu đi du lịch thì châu Âu, châu Âu về, tốt thế, thích thế, đúng không? 혼자 여행하면서 힘든 적도 있었지만 잊지 못할 추억도 많이 쌓고 새로운 친구들도 사귈 수 있어서 좋았어. Kêu là gì? À, vừa đi du lịch một mình lại cần có cũng có cái lúc gì? Cũng đã từng rất là vất vả, thế nhưng mà gì mà... đã tích lũy được nhiều cái gì nhiều... ký ức mà không thể quên được, đúng không? Và cũng có thể gì làm quen được với nhiều người bạn mới nên rất là thích, đúng không? 나도 유럽 여행을 하고 싶기는 한데 외국어도 잘 못하고 여행 경비도 많이 들 것 같아서 쉽게 결정을 못하겠어. Tôi thì cũng muốn là đi du lịch châu Âu nhưng mà ngôn ngữ không tốt thể. Và kinh phí du lịch thì cũng mất nhiều cho nên là không thể quyết định một cách dễ dàng. 미리 여기저기 알아보면 저가 항공권도 구할 수 있고 꼭 호텔이 아니어도 편리하고 저렴한 숙박 시설도 있어. Nó kêu là gì? Cứ gì nếu mà bạn tìm hiểu đây đó trước đi, đúng không? Thì lúc đó là có thể tìm ra được một cái gì vé máy bay rẻ, đúng không? Giá thấp, đúng không? Và rồi cũng không phải gì, dù không phải là một khách sạn thì chúng ta cũng thấy nó cũng có những cái nơi ở và gì rất là gì thoải mái và chỗ đi là rẻ, đúng không? 언어야 어떻게든 통하기 마련이잖아. Có gì nữa? Ngôn ngữ thì gì dù là thế nào thì mình cũng gì đương nhiên là sẽ hiểu thôi, đúng không? 20대 때 하는 여행은 돈 주고도 못 살 값진 경험이 될 거야. 아, 네, đấy, cái chuyến du lịch mà mình đi lúc tuổi 20 đó thì đúng không? Dù cho tiền thì chúng ta thì cũng sẽ trở thành một cái kinh nghiệm mà rất là đáng giá mà không thể mua được. Ý là cái du lịch mà gì mà đi vào lúc tuổi 20 nó sẽ trở thành một cái kinh nghiệm, đúng không? Một cái trải nghiệm mà gì dù có cho tiền thì cũng sẽ không mua được, đúng không? Đấy. Nó đáng giá đến lúc đấy, một cái kinh nghiệm đáng giá cho tiền cũng không mua được. Câu này hay thế. Tôn chú chú vô tố một tay khắc chín kiểu hoa mỹ tiến gói á. Đó. Vậy thì chọn câu gì? Câu 4. Suy nghĩ con trai, suy nghĩ câu 21 là suy nghĩ con trai là gì? Dù mình thì kinh phí sẽ ít đi sai, câu này có đúng đâu. Thế là câu 4. Câu 4, đã đi du lịch còn trẻ thì nó sẽ giúp gì giúp ích cho cuộc đời của mình. Mắc đây cái câu cuối của nó đấy. Còn câu 22. Sai này, câu con trai là con gái không có lại sai này. Con gái này thì không thể quyết định vào vấn đề về kinh tế và ngôn ngữ về câu 3 chứ đúng không?
Câu 4 là thằng con trai nghĩ rằng là nên sống ở khách sạn sai với cô ba đúng không? À, nó không quyết định được do là ngôn ngữ không giỏi, ngoại ngữ không giỏi và bị mất đấy mất nhiều tiền nữa đúng không? Rồi ok, Phương nào, câu 23, 24 nào? À, hãy chọn cái gì đây, cái người con trai mà đang đang làm cái gì, lựa chọn xem người con trai đang làm cái gì đúng không? Số 1 này, nó đang gì đây? Muốn đi học gì đấy không? Nó đang hỏi về cái dịch vụ phim dạp chiếu phim mà nó đang tìm đến. Rồi số 2 là đang gì? Số 2 đang hướng dẫn về dịch vụ dạp chiếu phim mà đang tìm. Số 3 là đang gì? Số 3 là đang tiến hành sự kiện. Tiến hành cái sự kiện dịch vụ mà của cái dạp chiếu phim mà đang tìm đến đúng không? Còn số 4 là gì? Đang đăng ký bằng điện thoại cái dịch vụ của cái dạp chiếu phim mà đang tìm. Thứ 4, hãy chọn cái phù hợp là nội dung đã nghe này. Dịch vụ và dạp chiếu phim mà đang tìm đến là gì? Mất phí. Judo là mất phí đúng không? Còn Mudo là miễn phí, là có phí đúng không? Tiếp số 2 là gì? Chúng ta có thể sử dụng cái dạp chiếu phim dịch vụ dạp chiếu phim mà bất cứ ai cũng có thể tìm đến. Số 3 là tiếp, nếu muốn ý ông hai đẹp nhá, nếu muốn sử dụng dịch vụ cái dạp chiếu phim mà đang tìm đến thì phải đăng ký trước. Số 4 là gì đây? Thì từ dưới là cung cấp miễn phí cái gì? Cung cấp miễn phí cái dịch vụ xe buýt để dành cho những người già. Dòng ở một cái viện tài liệu video đúng không? Viện tài liệu kiểu hình ảnh, tài liệu kiểu dòng sang thùng dòng sang kiểu như video bằng hình ảnh đúng không? Tài liệu bằng hình ảnh. Rồi, cấp miễn phí. Nghe này. Cấp miễn phí cái dịch vụ xe. 다음에 듣고 물음에 답하십시오. 두 번 읽겠습니다. 한국 영상 자료원이지요. 저희 마을 어르신들에게 영화를 좀 보여드리고 싶은데 그곳에서 도움을 받을 수 있다고 해서 전화를 드렸습니다. 저희 자료원에서는 찾아가는 영화관 서비스를 운영하고 있습니다. 거동이 불편하여 영화 관람이 어려운 분들이나 영화관이 없어 영화를 접하기 어려운 지역 주민들을 위해 무료로 운영되고 있습니다. 영화 상영 공간을 정해 주시면 저희가 가서 상영해 드립니다. 네, 마을회관을 이용하면 될 것 같아요. 신청은 어떻게 해야 하지요? 영상 자료원 홈페이지에나 전화로 신청해 주시면 됩니다. 신청이 접수되면 담당자와 상의하여 날짜와 장소를 정하게 됩니다. 다시 들으십시오. 저는 그냥 23라 2. 23. 24라 24. 24. số 3. Hàn Quốc Giám sát Giáo viên Chiếu. Có phải là viện hình ảnh Hàn Quốc? Viện hình ảnh Hàn Quốc. Em không biết nghe là viện. Hãy nghe là viện. Cho tay vào. Sang Thái Đô Quân. Bạn hãy đổi sang khác đi. Không sao, sang đây là nó sẽ là hình ảnh này. Thái Đô Quân. Viện tài liệu. Cho nó mà nó là một cái viện tài liệu hình ảnh về của Hàn Quốc. Tôi bây giờ tôi muốn gì đây? Là tôi muốn cho các bạn thấy tôi được. Muốn xem phim. Phim cho ai đây? Cho những người Già. Người già ở trong làng của chúng tôi. Trong làng. Muốn cho những người già trong làng tôi thấy xem một phim. 그곳에서 도움을 받을 수 있다고 해서 전화를 드렸습니다.
Tôi nghe nói là thì có thể nhận được sự giúp đỡ từ từ nơi này nên tôi đã gọi điện thoại. Chúng tôi 자료원에서는 찾아가는 영화관 서비스를 운영하고 있습니다. Ở cái viện tài liệu của chúng tôi. Chúng tôi có vận hành cái dịch vụ của cái tạp chiếu phim mà mọi người đang tìm. 거동이 불편하여 영화 관람이 어려운 분들이나 영화관이 없어 영화를 접하기 어려운 지역 주민들을 위해 무료로 운영되고 있습니다. 아, 나봐 뒤. 비 거동 nghĩa là gì? Cử động. 아, 그러니까 vì những cái sự cử động khó bất tiện đúng không? Bất tiện. Và nên là gì? Nên là cái dịch từ cái tội là un từ đi na, những cái vị mà có những cái cử động bất tiện này nên là rất là khó để xem phim đúng không? Hoặc là hoặc là những cái gì? Hoặc là những cái người dân của khu vực có thể tiếp cận bộ phim do là không có giảm chú phim. Phim đấy dành cho hai người như vậy thì... nên là chúng tôi đang có vận hành ý rồi. 영화 상영 공간을 정해 주시면 저희가 가서 상영해 드립니다. À, nếu mọi người chỉ cần định ra đưa ra một cái không gian chiếu phim đúng không? Chúng tôi sẽ đi đến đó và chính chiếu phim cho đúng không? 네, 마을회관을 이용하면 될 것 같아요. Đó là gì? Nếu sử dụng cái hội quán của làng đúng không? Nhà văn hóa của làng thì chắc là sẽ được thôi. Chắc là được. 신청은 어떻게 해야 하지요? À, đó là gì? Đăng ký thì phải làm. Đăng ký. Làm thế nào? 영상 자료원 홈페이지에나 전화로 신청해 주시면 됩니다. À, các bạn chỉ cần đăng ký cho bằng gì? Bằng trang web. Đăng ký trên cái web hoặc là gọi điện thoại là được. Ở trang web hoặc là gọi điện thoại là được. 신청이 접수되면 담당자와 상의하여 날짜와 장소를 정하게 됩니다. Nếu mà đăng ký được sẽ được phải định ra cái ngày và cái địa điểm dựa theo gì đây? Dựa theo cái người đại diện. Người tư vấn. Thang y hai yo này là gì? Thương lượng, mốc thương lượng hoặc là kiểu là bàn bạc thương lượng với người đại diện xong rồi gì đưa ra cái ngày và cái địa điểm. Ok. Chọn đúng không nào? À, người con trai đang làm gì? Đang hướng dẫn cái dịch vụ này, đang tiến hành đăng ký hỏi phải là số 2 đúng rồi đúng không? Tiếp thì phải đăng ký trước nếu muốn sử dụng cái này. Đây, có phí sai này, có thể tìm chỗ này mà ai cũng tìm được sai, có hai đối tượng cung cấp miễn phí những dịch vụ xe buýt cái sai đúng không? Số 3. Rồi ok, trả đến có và mê Nga nữa. Nga câu tiếp theo 2006 là Nga nào hãy chọn cái gì câu 25 là gì, hãy chọn cái gì đây phù hợp với gì với suy nghĩ của người con trai, suy nghĩ trọng tâm của người con trai này. Số 1 là gì đây, phải gì thề phi he han ta, phi ta là tránh nạn, nghĩa là phải tránh nạn đến cái nơi gì đấy, tránh nạn đến cái một cái nơi xa thật nhanh khi mà có gì hỏa hoạn. Câu 1 là gì đây? Câu 1 là cái phương pháp thì tụi thằng bóp trước này. Cái phương pháp hoạt động được cái xô hoa kia là cái bình cứu hỏa con đấy. Nghĩa là gì? Để gì? Thề pi ha tà ý là đối phó được với cái bàn nhát. Giả sử. Không, bàn nhát với làm giả sử. Đây là bàn nhát loại thuốc gì? Bàn nhát. Có cái nghĩa gì khác không? Nhược. Ví dụ bằng như tự dưng lại màn nhác đây. Ô. Liên quan gì đây nhỉ? Màn nhác cứ thế bi hê. Màn nhác đây nghĩa là gì? Không có nghĩa gì khác. So sánh, đối sánh, đối phó, phòng bị cái gì đây? Mẹ tôi mua bảo hiểm nhân thọ để phòng bị tình huống khó khăn sau này. Bạn nháp những cái tình huống khó khăn sau này. Nghĩa là gì đây?
đề phòng cái tình huống khó khăn này, phương pháp, rồi sau đó phương pháp sử dụng cái bình cứu hỏa này, thì chúng ta cần phải gì? Được biết trước để đấy thì tốt. Số 3 là gì đấy? Thì từ chỗ nào đây? Chúng ta cần phải suy nghĩ một cách gì? Ý tưởng là coi trọng, coi trọng nhất đấy thì việc an toàn của an toàn cho bản thân khi mà có xuất hiện sự cố. Rồi số 4 là gì đấy? Dù là dù là tình huống nguy nguy cấp đúng không? Thì để, nếu chúng ta đối phó một cách thì đối phó một cách chắc hay là trầm kiểu như một cách kiểu bình tĩnh đấy, trầm bình tĩnh bình tĩnh đúng không? Một cách bình tĩnh đúng không? Nếu đối phó một cách bình tĩnh thì có thể là khắc phục được. Tiếp số 26 là hãy lựa chọn cái phù hợp với nội dung đã nghe. Câu 1 là gì? Người con trai làm sao đây? Đang sử dụng phương pháp bình cứu hỏa. Đang biết được về cái phương pháp sử dụng bình cứu hỏa đúng không? Còn số 2 là gì? Người con trai làm sao đây? Người con trai là sau khi mà vì lửa nó cháy thì ngay lập tức đã bị đã trực tiếp báo xin cô bù thao hết tả, trực tiếp báo cho 119 báo cho 119 đội 3 là gì? Sau khi mà dưới xô ba quan là lính cứu hỏa đúng không? Lính cứu hỏa đến thì sau đó thì đã gì có thể dập tắt được lửa đúng không? Số 4 là gì? Người con trai đã dịch từ dưới đã dù cho hết tả đã yêu cầu là gì? Rồi là cô là ấn cái chuông gì? Ấn cái chuông thì sang bên đấy là cái chuông gì? Chuông báo cứu hỏa, chuông bất thường, chuông khẩn cấp, chuông báo cứu hỏa cho yêu cầu xưng két là hành khách đúng không? Người ta đã yêu cầu hành khách là ấn cái chuông cứu kiểu gọi là thì sang bên là cái chuông khẩn cấp chuông cứu hỏa. Rồi tiếp nghe này. 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 두 번 읽겠습니다. 지난 28일 서울역으로 들어오는 기차에서 불이 났습니다. 하지만 긴박한 상황에서 침착하게 대응한 한 승객 덕분에 큰 피해를 막을 수 있었습니다. 박지섭 씨, 그때 상황을 좀 설명해 주시지요. 누군가 불이야 하는 소리에 돌아보니까 화장실 쪽에서 불이 번지고 있었습니다. 그래서 먼저 비상벨을 누르고 사람들에게 119에 신고해달라고 외쳤습니다. 그러고 나서 소화기를 들고 불을 끄기 시작했지요. 제가 소방관으로 일하다가 작년에 퇴직했기 때문에 침착하게 소화기를 사용해 불을 끌 수 있었습니다. 불이 옆칸으로 번질까봐 걱정했는데 번지지 않아서 소방관의 도움 없이 서울역에 도착하기 전에 불을 모두 끌 수 있었습니다. 누구라도 이런 상황에 처했다면 저처럼 했을 겁니다. 다시 들으십시오. 지난 28일 서울역으로 들어오는 기차에서 불이 났습니다. 하지만 긴박한 상황에서 침착하게 대응한 한 승객 덕분에 큰 피해를 막을 수 있었습니다. Nhưng mà nhờ vào cái hành khách mà gì đã ứng phó trong tình huống khẩn cấp cấp bách đấy, cấp bách trong tình huống khẩn cấp nên đã thì có thể ngăn chặn được một cái gì là có thể ngăn chặn được cái vụ lớn gây hại lớn, kia là sự gây hại thiệt hại đúng không, thiệt hại lớn. Tiếp
박지섭 씨, 그때 상황을 좀 설명해 주시죠. 누군가 박지섭 hãy gì hãy giải thích cho tôi một chút về cái tình huống khi đó. Giải thích một chút tình huống khi đó. 불이야 하는 소리에 돌아보니까 화장실 쪽에서 불이 번지고 있었습니다. À, nó kêu là gì đây? À, có ai đó đúng không? Chúng ta có ai đó đã gì? À, đã ra bồ đà đã quay về ở một cái tiếng đúng không? Khi nào đã nghe thấy một cái tiếng kêu lên một cái tiếng rằng là lửa đúng không? Đó và rồi gì? À, bắt đầu lửa nó đã lan truyền ra từ phía nhà vệ sinh. Rồi còn chi ta là lan truyền đúng không? Lan ra. Đúng không? 그래서 먼저 비상벨을 누르고 사람들에게 119에 신고해 달라고 외쳤습니다. 아, 그 ta đã hô hét từ về chất tà đúng không? Người ta đã hô hét rằng là gì? Ấn cái chuông chuông báo bất thường đúng không? Trước tiên và rồi gì? Báo cho 119. Rồi báo cho 119 đúng không? 그러고 나서 소화기를 들고 불을 끄기 시작했죠. À, sau đó thì bắt đầu là gì? Cầm cái bình cứu hỏa đến. Cầm cái bình cứu hỏa. Dập lửa đúng không? Dập lửa. Tôi bắt đầu dập lửa. À. 제가 소방관으로 일하다가 작년에 퇴직했기 때문에 침착하게 소화기를 사용해 불을 끌 수 있었습니다. 아, nó kêu là gì? Nó đã gì đang làm ở? Nó đang làm một cái gì? Đúng không? Và rồi nó đã gì? Nó đã nghỉ hưu vào năm trước đúng không? Cho nên là gì? Cho nên nó đã sử dụng cái bình cứu hỏa một cách rất là bình tĩnh và rồi đã cuối cùng đã dập được lửa. 불이 옆칸으로 번질까봐 걱정했는데 번지지 않아서 소방관의 도움 없이 서울역에 도착하기 전에 불을 모두 끌 수 있었습니다. 그게 là gì? Vì sợ rằng là gì? À, sợ rằng nó sẽ lan truyền sang truyền sang một cái toa khác, toa bên cạnh, khan là cái toa bên cạnh, một cái gian gọi là gian, can là gian bên cạnh, đúng không? Cho nên là gì? Vì nó không có gì, không có lan ra, cho nên là gì? Trước khi mà đến cái ga Seoul mà không có sự giúp đỡ của lính cứu hỏa thì chúng tôi đã dập hết lửa rồi, đúng không? 누구라도 이런 상황에 처했다면 저처럼 했을 겁니다. 아, dù là ai cũng mong nếu mà rơi vào tình huống này thì cũng sẽ gì sẽ làm giống như tôi cũng cho đó hết sức còn gì ta. Rồi vậy đáp án là 4. Dù là tình huống cấp thì cũng đã xử lý một cách gọi là bình tĩnh nên đã khắc phục được. Là trọng tâm con trai. Nó cái thứ này là gì? Con trai thì đã biết cái phương pháp này trước, đúng rồi đúng không? Người con trai đã gì cái này đúng không? Cái thì ai đó trước đúng không? Cũng phải là người lĩnh cứu hỏa đến và sau đó dập được hạt sai. Nếu mà chưa đến đã dập được hết rồi đúng không? Cái này này ở sai nhá. Rồi là câu 28-29 nào, cổ nào? Đúng quý á, Diệp là Diệp có 28-29, 27-28 thầy ạ. Hãy chọn cái gì đấy, cái ý đồ mà nói dành cho người con trai. Bạn con gái đã nói cho con trai hả? Thế chọn ý đồ của con gái nói cho con trai đúng không? Số 1 là để gì đây? Để tìm ra cái hợp tác. Nhóc trô là sự hợp tác trong việc quay phim cái truyền hình đúng không? Số 4 là gì? Để quảng bá chương trình phát sóng đúng không? Số 3 là gì? Để gì? Nhấn mạnh cái hiệu quả của việc cung cấp cái nơi quay phim chụp ảnh đúng không? Chang là cái nơi đúng không? Số 4 là gì? Để gì? Thổ lộ ra cái sự bất mãn do là quay phim đúng không? Số 28 hãy chọn cái phù hợp là nội dung đã nghe này. Người con gái đã gì từ dưới này đã trừ khi ta đã thưởng thức cái việc là làm cái quay phim truyền hình đúng không? Rồi số 2 là gì đây? Ở cái nơi xung quanh mà người con trai đang sống thì chúng ta không được quay phim truyền hình đúng không?
số 3 này, người con gái này, nhìn thấy rằng là gì? Chúng ta lên hợp tác một hợp tác một cách vô điều kiện với cái việc quay cái phim truyền hình thì tốt đúng không? Số 4 này, những cái người liên quan đến việc phát sóng này thì họ sẽ làm cho gì? Làm cái họ sẽ dọn dẹp cái xung sau khi quay phim thì họ sẽ dọn dẹp xung quanh một cách sạch sẽ. Rồi, họ sẽ dọn dẹp một cách sạch sẽ sau khi quay phim. Rồi, ok. Tiếp, nghe nhé. Đáp을 듣고 물음에 답하십시오. 두 번 읽겠습니다. 우리 아파트에서 또 방송 촬영을 하고 있네. 그러게. 익숙한 곳이 텔레비전에 나오면 신기할 것 같아. 우리 집 근처에서도 이런 촬영을 했으면 좋겠다. 처음엔 나도 신기하기도 하고 인기 있는 연예인들을 직접 보니까 좋았어. 그런데 주민들을 배려하지 않고 촬영을 하니까 이젠 좀 화가 나. 그래도 방송에 나가는 거니까 되도록 협조해 주는 게 좋지 않을까? 무조건 촬영장 주변으로 통행을 못하게 하거나 촬영 후 뒷정리도 제대로 안 하고 가버릴 때도 있어서 주민들이 피해를 보는 경우가 많아. 주민들의 협조를 바라기에 앞서 불편사항에 대한 배려가 우선돼야 한다고 봐. 다시 들으십시오. 4 ạ, cái 27 là 4 hay đó. 27 là 4, còn 28 là gì? Còn 28 hình như là 3. Hình như là 3. Cái này là 4 nữa. Uri apartment에서 또 방송 촬영을 하고 있네. Ở đây ở cái gì? Ở chung cư của chúng tôi thì đang quay truyền hình lại quay truyền hình. 그러게 익숙한 곳이 텔레비전에 나오면 신기할 것 같아. 나 그 làm đúng vậy đúng không? Cái nơi mà gì quen thuộc thì nếu xuất hiện ở trên TV thì chắc là sẽ rất là thần kỳ đúng không? 우리 집 근처에서도 이런 촬영을 했으면 좋겠다. 아, 네. 그 nó cũng đi quay phim như thế này ở gần nhà tôi thì tốt. 처음엔 나도 신기하기도 하고 인기 있는 연예인들을 직접 보니까 좋았어. 나 kêu là lúc đầu thì nó cũng nghĩ rằng là gì, nó cũng bảo ơ thì thật là thần kỳ đúng không? Và tôi có thể gì trực tiếp nhìn thấy những người nghệ sĩ nổi tiếng. Nghệ sĩ nổi tiếng. Rất là tốt. 그런데 주민들을 배려하지 않고 촬영을 하니까 이젠 좀 화가 나. 아, 그냥 말이 những người dân thì để đeo hạt giả cô họ không quan tâm gì đến người dân và rồi họ quay phim cho nên là bây giờ là hơi bị tức giận. 그래도 방송에 나가는 거니까 되도록 협조해 주는 게 좋지 않을까? 아, 나 말 là vì xuất hiện ở trên vì sẽ đi ra trên gọi là phát sóng dù như vậy thì sẽ xuất hiện ở trên cái việc phát sóng đúng không? Vậy thì cái việc mà gì cái việc mà hợp tác đến mức có thể này thì không phải là tốt đẹp. 무조건 촬영장 주변으로 통행을 못하게 하거나 촬영 후 뒷정리도 제대로 안 하고 가버릴 때도 있어서 주민들이 피해를 보는 경우가 많아. 그게 là gì? Lúc mà gì ở những cái nơi đúng không? Có những cái nơi mà gì lơ quay phim này, ở xung quanh cái lơ quay phim này thì một cái vô điều kiện là họ sẽ cấm thông hành, hoặc họ cấm thông hành không cho đi qua. Hoặc là thì sau khi xem phim xong thì họ cũng không có dọn dẹp một cách đúng đắn thì trong chống đi không có dọn dẹp sau về sau đúng không? Và rồi gì họ cứ thế bỏ cũng có lúc mà họ cứ thế họ bỏ đi không? Cho nên là thì người dân họ thì có nhiều trường hợp người dân nhìn thấy cái sự gọi là bị thiệt hại đấy. 주민들의 협조를 바라기에 앞서 불편 사항에 대한 배려가 우선돼야 한다고 봐. Thì đấy, trước khi mong cái sự hợp tác của người dân đúng không? Thì lúc đấy là thì mình phải trước tiên là mình cũng phải quan tâm đến những cái hạng mục bất tiện trước đã đúng không? Ừ. Đó.
bây giờ nó làm gì đây? À, người con gái đang làm thì làm cái thổ lộ những cái bất mãn về việc với phim, đúng rồi đúng không? Còn cái này sẽ là số con làm việc làm thì sẽ là những người liên quan ở đâu? Số 3 là gì đây? Người con gái thì thấy rằng là thì là đâu xem nào, con này có vẻ không đúng này. Người con gái này đang vui vẻ với cái việc nắm những người này sai đúng không? Không vui vẻ này, ở xung quanh cái lơi người con trai đang ấy thì là không được quay phim, là cúp hai chứ. À, chỗ chỉ chỗ con gái nó sống thì nó mới được quay phim chụp ảnh thôi, còn có bọn trai không được thì nó mới ước rằng là ở chỗ nó được quay phim truyền hình như thế thì tốt đúng không? Số 3 là con gái này nhìn thấy rằng là gì, à phải hợp tác một cái vô điều kiện tốt không, cái này chỉ ghi vào con trai thôi đúng không? Sai nhé, câu 4 này cũng sai nốt, phải là chọn câu 2, 4, 2 thì chuẩn. Tiếp là phong 29-30 nào, câu 29-30. Câu 29 hãy chọn cái xem là gì, xem người con trai là ai. Ừ, xem người con trai là ai này. Số 1 thì nó là ai đây, là chị bác sĩ gì, chi khoa bác sĩ khoa răng. Khoa răng. Rồi số 2 là gì, bệnh nhân mà đến bệnh nhân đến thăm khoa răng. Khoa răng. Số 3 là gì, người phát triển về người cái phát triển cái trị liệu là cái thuốc trị sâu răng, chê là thuốc có cái thuốc trị sâu răng. Số 4 là gì, đại biểu của một cái doanh nghiệp mà tạo ra cái chip xôi. Chip xôi là gì, bàn chải đánh răng. Chip xôi là bàn chải đánh răng. Tiếp là câu 30 hãy chọn cái giống với nội dung đã nghe này, thì câu 1 là gì đây, cái yang chi chi, cái chất là cái chất gì đấy, cái chất mà kem đánh răng ấy, cái chất kem đánh răng mà sai này thì nó có thể làm gây ra đau và gây ra sâu răng đúng không, gây ra sâu răng. Rồi tiếp thì nữa đây, nếu chúng ta chỉ cần là đánh răng tốt thôi thì là gì, cũng có thể dự phòng được việc sâu răng đúng không. Và tiếp là buổi sáng chúng ta thức dậy và chúng ta đánh răng luôn thì là tốt đúng không. Câu 4 này, để dự phòng cái việc sâu răng thì đã có nhiều người tìm đến cái khoa răng, nha khoa. Rồi ok nghe nhá. 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 두 번 읽겠습니다. 김 박사님, 충치 예방을 위한 올바른 양치법은 무엇입니까? 우리는 충치를 예방하기 위해서 양치질을 합니다. 그런데 문제는 양치질을 열심히 하는데도 충치가 생긴다는 겁니다. 그 이유는 양치질을 잘못하기 때문입니다. 저희 병원을 찾는 환자들은 이런 잘못된 습관 때문에 충치가 생겨서 오는 경우가 많습니다. 먼저 이를 닦는 건 하루에 몇 번을 닦느냐보다 어떻게 닦느냐가 중요한데 입안 곳곳을 빠짐없이 닦아야 합니다. 그런데 양치질만 잘한다고 해서 완벽하게 충치를 예방할 수 있는 것은 아닙니다. 양치질을 언제 하는지도 중요한데 양치질은 아침에 일어나자마자 하기보다는 아침 식사 후에 하는 것이 좋습니다. 마지막으로 충치를 예방하기 위해서는 정기적인 치과 검진도 매우 중요합니다. 다시 들으십시오. 그게 gì là người này đang là ai? Người ta là 1 đáp án của bác sĩ 30. 30 là 3. 3. Kim 박사님, 충치 예방을 위한 올바른 양치법은 무엇입니까? cái phương pháp đánh răng đúng đắn để dự phòng sâu răng là gì, đúng không? 우리는 충치를 예방하기 위해서 양치질을 합니다. 아, chúng ta thì thường là đánh răng để làm gì? Để dự phòng việc sâu răng. 그런데 문제는 양치질을 열심히 하는데도 충치가 생긴다는 겁니다. 아, thế nhưng mà vấn đề đây là gì? Chúng ta đánh răng một cách chăm chỉ thế nhưng mà nó vẫn xuất hiện sâu răng. 그 이유는 양치질을 잘못하기 때문입니다. 아, đấy, do đó là chúng ta đánh răng bị sai đúng không? Răng sai cách.
저희 병원을 찾는 환자들은 이런 잘못된 습관 때문에 충치가 생겨서 오는 경우가 많습니다. 아, kêu là gì đây? Cái bệnh nhân mà tìm đến bệnh viện của nó đúng không? À, do gì? Do tập, do một có một cái thói quen xấu như thế này, cho nên là có nhiều trường hợp họ sẽ gì đến vì bị sâu răng. 먼저 이를 닦는 건 하루에 몇 번을 닦느냐보다 어떻게 닦느냐가 중요한데. 아, kêu là gì? À, cái việc thì cái việc đánh răng trước tiên là việc đánh răng này thì so với cái việc chúng ta hỏi rằng là gì đánh răng một ngày bao nhiêu lần thì cái việc mà hỏi rằng là gì đánh răng như thế nào thì còn quan trọng hơn. 입안 곳곳을 빠짐없이 닦아야 합니다. À, phải đánh răng một cái gì không bỏ sót, không bỏ sót ở khắp nơi trong miệng. 그런데 양치질만 잘한다고 해서 완벽하게 충치를 예방할 수 있는 것은 아닙니다. Nhưng mà không phải rằng là gì cứ bảo rằng là chỉ đánh răng tốt là có thể gì có thể dự phòng được sâu răng một cách hoàn hảo, không phải như thế, đúng không? 양치질을 언제 하는지도 중요한데. À, cái quan trọng là chúng ta đánh răng khi nào? 양치질은 아침에 일어나자마자 하기보다는 아침 식사 후에 하는 것이 좋습니다. So với việc là đánh răng sau khi mà thức dậy vào buổi sáng thì chúng ta nên đánh răng sau khi ăn sáng thì tốt hơn, đúng không? Ừ, đấy, đúng rồi, sau khi ăn sáng đánh răng tốt hơn nhé. 마지막으로 충치를 예방하기 위해서는 정기적인 치과 검진도 매우 중요합니다. À, để mà dự phòng cuối cùng để dự phòng được cái sâu răng thì quan trọng rất quan trọng là chúng ta cần phải gì được khám khám ở nha khoa mang tính định kỳ, đúng không? Phải đi định kỳ nhá. Đó, vậy đáp án phải là bác sĩ à? Người phát triển người bệnh nhân không phải là cái này à? Không phải đúng không? À, số 1 đúng không? Đó là bệnh viện của chúng tôi thì chắc là bệnh bác sĩ. Cái này buổi sáng sai, cái số 3 này sai chứ. Đó bảo là đánh ăn sau khi ăn cơm đúng không? Vậy cái nào là đúng đây? À, cái đánh răng sai này có thể gây ra sâu răng đúng không? Chỉ đánh răng tốt là dự phòng sai này. Để đánh răng tốt nên thì nhiều người đang biến thức vàng sai này đúng không? Chỉ có số 1 nhé. Rồi nghe lốt của 31, 32 này cho nó hết trang nhé. Phương nào, hãy chọn cái gì đúng với suy nghĩ của người. Suy nghĩ của người con trai. Rồi quảng cáo gián tiếp này thì nó gì? Nó có hiệu quả cho... Có hiệu quả quảng bá cái sản phẩm. Sản phẩm. Số 2 là gì? Chúng ta cần lên là phải loại bỏ đi hết những cái quảng cáo. Loại bỏ quảng cáo. Gián tiếp ở trên phim. Rồi số 3 là gì? Số 3 là phải giao dịch từ dưới phải mất nhiều tiền để làm quảng cáo gián tiếp. Tiếp rồi. Thứ hai cần phải có những cái cần phải có quảng cáo gián tiếp để tác phẩm có tính hoàn có tính hoàn thiện hoàn thành. Số 32 hãy chọn cái đúng với thái độ của người con trai. Thái độ của người con trai. Đang gì? Phản bác. Đang phản bác, phản đối. Phản bác từng cái một của gì? Lời nói của đối phương. Của đối phương đúng không? Số 2 là gì? Đưa ra cái xa đây đơn thứ đo là đưa ra một cái ví dụ cụ thể để giải thích. Khái niệm đúng không? Số 3 này thì từ dưới đang đưa ra một cái gì thay gấp trong là điểm thỏa hiệp đúng không? Một cái điểm thỏa hiệp để về vấn đề hiện tại rồi tiếp số 4 là gì đang chủ trương ý kiến của bản thân thông qua thông qua những tài liệu khách quan. Ok, nghe có thế. 30번 다음을 듣고 무릎에 답하십시오. 두 번 읽겠습니다. 요즘 드라마에서 특정 상품을 드라마의 내용과도 많이 없는데 계속 나오는 그런 부분이 심각한 수준이라고 생각합니다. 드라마를 만드는데 상당한 돈이 드는데 간접 광고가 없다면 제작비 부담이 커져서
완성되어 있는 드라마를 만드는데 어려움이 있을 겁니다. 간접 광고는 피할 수 없다고 생각해요. 하지만 시청자가 특정 상품의 광고를 보려고 드라마를 보는 것은 아니잖아요. 간접 광고 때문에 드라마에 집중하기가 말씀하신 대로 지나친 간접 광고는 드라마 시청에 방해가 됩니다. 따라서 간접 광고를 허용하되 지나친 광고 노출은 금지하는 법적인 규제가 필요하다고 생각합니다. 다시 하십시오. 그럼 quy tắc. 다 nói cái nào nào? Câu 1 là gì? À câu 31 là gì? Câu 31 là Câu 31 chỉ ra 3. Câu 32. Câu 32. Chủ trương phản bác giải thích. Một. Phản bác à? Thôi xem nhé. Dùm drama 에서 특정 상품을 지속적으로 노출하고. Kêu tên gì? Kêu là gì? Dạo này nó đang liên tục xuất hiện. Dạo này đang liên tục. Đặc trưng ở trên. Đây, sản phẩm đặc trưng ở trên phim. 드라마의 내용과도 관계없는데 계속 나오는 등 간접 광고가 심각한 수준이라고 생각합니다. 드라마를 만드는데 상당한 돈이 드는데 간접 광고가 없다면 제작비 부담이 커져서 완성도 있는 드라마를 만드는데 어려움이 있을 겁니다. 아, nó kêu là gì? À, làm phim thì sẽ mất nhiều một cái chi phí rất là nhiều tương đối đúng không? Nếu mà không có cái quảng cáo gián tiếp như thế này thì cái chi phí làm phim của nó sẽ trở lên lớn gánh nặng và rồi thì rất khó để vì có thể làm phim ra một bộ phim có tính hoàn thành hoàn hảo đúng không? 간접 광고는 피할 수 없다고 생각해요. 아, nó nghĩ rằng nó là một cái gì quảng cáo gián tiếp, một cái không thể tránh khỏi. 하지만 시청자가 특정 상품의 광고를 보려고 드라마를 보는 것은 아니잖아요. 아, thế nhưng mà gì? 아, cái người xem này, người xem họ không phải là gì xem phim để xem quảng cáo của một sản phẩm nào đó, đúng không? 간접 광고 때문에 드라마에 집중하기가 힘듭니다. Vì quảng cáo gián tiếp. Vì cái quảng cáo gián tiếp như là khó trung vào bộ phim. 말씀하신 대로 지나친 간접 광고는 드라마 시청에 방해가 됩니다. 아, vì lời bạn nói thì quảng cáo gián tiếp một cách gọi là quá mức đúng không? China Chita thì lúc đấy mới gây ảnh hưởng đến việc là xem phim. 따라서 간접 광고를 허용하되 지나친 광고 노출은 금지하는 법적인 규제가 필요하다고 생각합니다. 아, vì vậy là gì? Được phép quảng cáo gián tiếp thì nhưng mà cái việc xuất hiện quảng cáo một cách gọi là quá mức thì lại nghĩ rằng là gì? Nó cần quy tắc pháp luật để cấm điều đó. Vậy là suy nghĩ trọng tâm của anh trai là mất nhiều tiền trong việc làm ra quảng cáo gián tiếp đâu? Xem nào, hiệu quả quảng cáo này, loại bỏ quảng cáo này, cần quảng cáo gián tiếp để tác phẩm hoàn thành phải số 4 chứ nhỉ? Số 4. Không có thì cái tác phẩm mà phim nó không hoàn thành được đúng không? Còn thái độ của này thì nó đang phản bác từng cái một từng lời hiện và thì đưa ra thỏa hiệp về vấn đề hiện tại, chủ trương ý kiến của mình thông qua tài liệu khách quan, phản bác á? Phản bác lên. Có phản bác à? Đáp án của nó nằm đây. Chắc có hợp lý lắm. 31, 32 à? Là 3. 3. 32 còn là 3. 3. Đúng là nó đang kiểu đưa ra vấn đề, đưa ra một những cái điểm thỏa hiệp về vấn đề hiện tại. Có nghĩa là cái con kia nó bảo là nếu như thế, là nếu mà không cả gián tiếp thì lúc đấy là sẽ ảnh hưởng đến người xem các thứ kiểu thì thằng này nó bảo ồ thế nên là đưa ra cái thỏa hiệp ý rằng là
nhưng mà cái đấy thì không hoàn thành được các thứ lên nó bảo là phải, nhưng mà không được quá mức thôi đấy, ý kiểu mức đấy phải có một cái quy chế để quản lý nó đấy, đấy gọi là đưa ra những cái điểm thỏa hiệp với cái đối phương đúng không, vẫn được quảng cáo, vẫn được quảng cáo, tuy nhiên thì phải có một quy định là không được quá mức các thứ kiểu đó. Rồi ok, hôm nay học đến đây nhá, học đến đây về nhà nghe tiếp cho thầy. Ơ thầy có gửi cái này lên trên nhóm rồi đúng không, cái file nghe ấy được rồi, mọi người nghe nhá, về nhà nghe trước đi nhá. Rồi hôm nay học đến đây ổn lên rồi, cả chị mà chị cái seminar, chị cái seminar, chị cái seminar, các giám đốc.